Review một ngày đi làm lễ tân ở Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc và lần đầu được gặp Bác Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng rất là nhiều cán bộ cấp cao ở bên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc nữa. Sự kiện lần này thì được tổ chức ở khách sạn Clad ở ngay gần cái tòa Quốc hội Hàn Quốc. Và mình thì được vệ sĩ anh trai hộ tống đi, đấy làm lễ tân thôi mà. Anh tôi vẫn phải theo sự phân phó của bố mẹ, dẫn đi đến nơi về đến chốn. Đùa thế thôi chứ anh mình hôm nay cũng làm thông dịch ở đây luôn. 11 giờ sự kiện mới diễn ra nhưng mà 7 rưỡi bọn mình đã đến sớm để chuẩn bị thay áo dài ra. Xong có rồi còn đọc trước kịch bản, tập duyệt trước chương trình một chút nữa. Ê nhưng mà mọi người có công nhận là áo dài Việt Nam vẫn là đỉnh của chóp không? Lâu lắm rồi, chắc là phải từ cấp 3 đến giờ rồi mình mới mặc áo dài trắng ấy. Mà mặc vào uầy trông xinh xỉu, xinh dã man. Đây là anh trai ruột của mình nha, gần gần tuổi nhau nên đi đâu mọi người cũng hiểu lầm ý. Trời ạ. Bây giờ thì mình có đứng check in với các anh chị ở bên ban tổ chức. Còn đây là đội lễ tân hôm nay, các chị ai cũng xinh với cả rất là giỏi luôn á. Công việc chính của mình hôm nay thì chỉ là đứng ở cửa tiếp khách này, đón khách, dẫn khách vào chỗ ngồi. Xong rồi nếu mà cần thì thông dịch cho các bác người Hàn. Nhưng mà mình thấy tất cả mọi người ở đây ai cũng đều rất là giỏi ngôn ngữ nhá. Tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Anh. Thế là bọn mình cũng không cần phải giúp đỡ gì nhiều ấy. Và bây giờ thì bác Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cũng đến rồi này. Ở ngoài đời nhìn bác thân thiện, đáng yêu cực. Buổi lễ bắt đầu thì bọn mình cũng sẽ vào trong luôn. Và điều tự hào nhất của ngày hôm nay đấy chính là mình được hát quốc ca ngay ở trên Hàn Quốc. Ở doanh nghiệp hôm nay thì mình gặp được rất là nhiều các anh chị, các cô, các bác rất là tài giỏi, những cái doanh nghiệp lớn nhỏ Việt Nam tại Hàn Quốc. Đến đây rồi thì mới biết là mình nhỏ bé như thế nào. Nhưng mà đây thì cũng là động lực để mình cố gắng, nỗ lực phát triển bản thân. Mặc dù bây giờ chưa phải là phiên bản Long Huyền tốt nhất, nhưng mà mình sẽ tốt hơn từng ngày. Mình yêu Việt Nam lắm luôn ấy. Từ nhỏ đến giờ mình luôn mang trong mình cái lòng yêu nước nồng cháy. Mặc dù nhá, mình sinh ra ở Hàn Quốc, xong rồi bây giờ mình vẫn đang học tập và làm việc ở Hàn. Thế nhưng mà không hiểu sao mình không thích được nghe cái câu khen là sinh như gái Hàn đâu nhá. Với cả là y như người Hàn rồi. Rõ ràng mình là người Việt Nam cơ mà, đúng không? Cho dù có đi đến đâu thì mình cũng luôn tự hào khoe tôi là người Việt Nam đấy.